Phát triển đô thị xanh là giải pháp bền lâu trong việc giải quyết các vấn đề ô nhiễm về môi trường, nâng cao chất lượng sống. Muốn có những đô thị xanh, công trình xanh, phải có con người xanh, các nhà quản lý xanh, chủ đầu tư xanh, đặc biệt là cư dân xanh. Mỗi cư dân phải trở thành những nhà tiêu dùng thông thái, biết lựa chọn và bảo vệ môi trường sống cho chính mình. Chiều ngày 22 tháng 10, tập đoàn Capital House đã phối hợp với tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam tổ chức chương trình tọa đàm cà phê xanh với chủ đề Nước và không khí trong phát triển công trình xanh. Trong bối cảnh hiện nay, người dân sống tại các đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ ô nhiễm nguồn nước và không khí ngày càng nghiêm trọng, đe dọa đến sức khỏe và tâm lý của cư dân. Chất lượng không khí luôn vượt các ngưỡng chỉ tiêu. Một bộ phận cư dân Hà Nội đang trải qua cuộc khủng hoảng về nước sạch do sự cố nguồn nước nhiễm dầu thải. Nằm trong chuỗi các sự kiện của chương trình vận động phát triển công trình xanh tại Việt Nam từ năm 2017 đến năm 2022 do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam triển khai dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội với mong muốn có góc nhìn đa chiều, những kiến giải mới cho việc liên kết và thúc đẩy phát triển công trình xanh, đô thị xanh, con người xanh, hướng tới hình thành một thị trường bất động sản Việt Nam xanh và bền vững. Tốc độ đô thị hóa quá nhanh, sự phát triển công nghiệp lớn nhưng lại không đảm bảo tiêu chuẩn trong quá trình phát triển, dẫn đến ô nhiễm không khí, ô nhiễm tăng lên và chất lượng môi trường đang xuống cấp. Tỷ lệ diện tích cây xanh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang ngày càng thu hẹp. Cùng với sự đô thị hóa nhanh chóng, các thảm cây xanh dần được thay thế bằng các tòa nhà cao ốc, văn phòng, trung tâm thương mại. Nhận thấy được nhu cầu lớn về bất động sản xanh tại các đô thị của Việt Nam, nhiều chủ đầu tư bất động sản đã có những thay đổi trong chiến lược thiết kế, phát triển sản phẩm và quy hoạch theo hướng dự án phát triển môi trường sống với không gian sống xanh đang trở thành một xu hướng phát triển mới của bất động sản đô thị tại Việt Nam hiện nay. Có nhiều quan điểm nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, từ đó có góc nhìn mới, cách tiếp cận, giải đáp thắc mắc hướng đến môi trường sống bền vững cho con người không chỉ ở Hà Nội mà trên toàn Việt Nam. Tạo ra ngôi nhà đô thị là tạo ra môi trường sống. Muốn có những đô thị xanh, con người xanh, cần phải có giải pháp đồng bộ từ chính sách, quy hoạch đến nhận thức của doanh nghiệp và cả người dân. Bản thân chủ doanh nghiệp phải nhận thức được vai trò của công trình xanh, có trách nhiệm xã hội, tạo căn hộ cho người dân là phải đảm bảo môi trường sống cho họ.